Xin chào tất cả mọi người. Là một con rối quen thuộc của Chelo. Rất vui được gặp lại mọi người. Mọi người còn nhớ cái clip của Chelo là chữa dứt điểm bệnh nói nhiều á. Thì cũng có nhiều người vô xem và cũng bình luận. Thì vấn đề đặt ra bây giờ nhiều người lăn tăn suy nghĩ là để cho vợ ít nói thì chồng phải giúp việc nhà. Nhưng mà làm sao để mấy ông vui vẻ giúp việc nhà? Đó là một câu hỏi rất là thú vị. Thì xin thưa với tất cả mọi người á, là cái vấn đề chia sẻ việc nhà này á, là cái vấn đề mà đàn ông ở các nước phương Tây, các nước tiên tiến người ta làm từ lâu rồi và làm rất là tốt. Còn ở Việt Nam mình á, thì cái chuyện nhà cửa bếp núc chợ búa cơm nước thì vẫn còn được xem là của phụ nữ. Nhưng mà anh quên á, là vợ ngày xưa ngày nay á, phụ nữ ngày nay không phải như là ngày xưa nữa, là không phải là chỉ ở nhà làm việc nhà và xung quanh là bốn bức tường. Phụ nữ bây giờ được đi hạt, được đi lồng, kiếm tiền và cũng có cái thời gian mà phụ nữ đóng góp cho xã hội rất là nhiều. Cho nên xa tốn tiếng làm việc ở cơ quan mà về nhà đối diện một đống việc nhà, một núi việc nhà thì không vui xem mua hết đúng không? Các bà mẹ Việt Nam á, thường thì không thích con trai mình vô bếp đâu, dành lòng hết. Con trai là đàn ông, con trai là phải ra ngoài xã hội làm những chuyện lớn, ở vùng vẫy kìa, vùng vẫy ngoài biển lớn. Nếu một người nhìn quanh á, các cặp vợ chồng mà mình quen biết á, thì mọi người sẽ rất là dễ nhìn thấy đó là các cặp vợ chồng nào mà ở với ba mẹ chồng á, thì các nàng dâu đa số là làm rất nhiều việc nhà. Có trường hợp đó là cô vợ, tức là cô dâu ấy, vừa mới cất tiếng nói là anh ơi cho em nhớ đi xí, vừa nói sang chưa dứt lời là thấy mẹ mẹ chồng xuất hiện bên cạnh liền, có chim câu hắn ngủ rồi, để hắn ngủ xí, ngủ mới đi làm dưỡng mày, cái chi để mẹ làm cho, chẳng là lúc nữa cô vợ nói là mẹ phơi đồ giùm con hay là mẹ rửa chén giùm con. Bây giờ thôi thì cũng đành ấm ức tự phơi đồ tự rửa chén thôi chứ đang chơi. Nếu mà có nhiều người cho rằng đàn ông mà giúp việc nhà nhiều á thì sẽ cho là thằng nó sợ vợ, câu nó ăn hiếp chồng rồi các kiểu đúng không? Nhưng bây giờ cho lâu thử hỏi mọi người nè, mọi người trả lời giùm nha, mấy anh không có tiền mà anh có làm từ thiện được không? Không có tiền trong túi lấy chi đi cho tiền đúng không? Nếu một người mà không có năng lượng tích cực thì làm sao có thể đi truyền năng lượng tích cực cho người thân, cho chồng, cho con mình? Một người phụ nữ mà suốt ngày đau đáu nhăn nhó càm ràm nói nhiều, không vui không hạnh phúc thì làm sao có thể mang đến tiếng cười và hạnh phúc cho người thân được đúng không? Anh không thể cho đi cái mà anh không có. Một người vợ không hạnh phúc thì không thể gia đình nó hạnh phúc được. Cho nên chuyện này rất là quan trọng. Vậy thì cái lợi ích của việc chia sẻ việc nhà thì chắc là nhiều người biết, nhưng mà cũng nhiều người là không muốn biết, biết nhưng mà không muốn nghe, họ không muốn được nhắc tới. Nè, nếu chồng chia sẻ việc nhà thì vợ sẽ cảm thấy là có thời gian cho bản thân nè, soi gương nè, mặc đồ đẹp nè, có thời gian dạy con nè, rồi vợ chồng cùng nhau đi chơi nè, có nhiều khoảnh khắc gia đình, rồi con cái nhìn cha mẹ chia sẻ việc nhà yêu thương nhau mà nó lấy đó làm tấm gương trong cuộc sống của nó sau này đúng không? Nhưng mà không phải là ông mô cũng biết, cũng nhận ra cái việc chia sẻ về nhà như thế, mà không phải ông mô cũng sẵn sàng làm hết. Thì hôm nay cho lô sẽ chia sẻ một số cái không dám nói là kinh nghiệm mà những cái mình học hỏi được, mình sưu tập được để giúp cho các anh vui vẻ chia sẻ việc nhà và chị em chúng mình không đỡ với gánh nặng trong cuộc sống, để mình có thời gian cùng hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ ta đề cập tới cái thứ nhất, đó là cái thời điểm mình nhờ chồng mình làm việc cho nó. Bây giờ cái thời điểm bây giờ chồng mình mê đá banh mà vừa tới cái trận ổng ưa thích là Đà Nẵng gặp Hoàng Anh Gia La, vừa bật lên cái anh bác giùm tôi miếng cơm hay là tha cái bóng đèn cái nè, hay là phơi đồ giùm, trời ơi, đúng là không đúng lúc đúng không? Rồi ví dụ như là đang có khách, nhà có khách cái nhờ, nhất á, là khách là ba mẹ chồng, tại em chồng là còn không nên nhờ, thấy chưa? Hoặc là chuẩn bị đi gặp bạn bè đi nhậu thì cũng đừng có nhờ. Hoặc là lúc chồng đang mệt đang bực thì không nhờ. Lúc hai vợ chồng đang cãi nhau thì còn không nói gì hết luôn. Và mấy chị nên nhớ là khi mình nhờ vị trí là mình nuôi lần mấy việc luôn. Bây giờ có mấy việc nữa đó, nhờ đó. Chứ đừng có để mấy ổng mà ổng la nhờ, ổng nhờ, ổng la nhờ, ổng la sao ổng tám chuẩn bị lên đồ ổng đi cái kia chứ. Còn phơi cái đồ nữa, ủi mấy cái đồ nữa là dễ bực mình lắm, nó dễ gây lộn lắm. Bây giờ chúng ta nên nhờ vào thời điểm nào? Ví dụ như là vừa lãnh lương về này, ngày hôm đó cơ quan có chuyện vui này,
đậu bóng của chồng ưa thích vừa tháng này, hoặc là chị em chúng mình có một vũ khí rất là quan trọng mà mấy chị không để ý, đó là khi địch chuẩn bị tấn công ta thì ta xòe ra một cái link, à em có mấy việc à, định nhờ anh thế này thế kia, rồi kiểu lúc nó kiểu chim gật đầu đúng không, cho nên là tranh thủ lợi dụng lúc đó ta đưa ra một số việc đối phương chắc chắn phải gật đầu. Bây giờ đó là cái thời điểm mình nhờ việc, bây giờ nội dung công việc mình nhờ là nhờ việc chi, ví dụ nhờ cái việc mà ví dụ như là à, khao gì muốn ố hay là lộn chi không đó nhỏ nhỏ quá là mà ông không thích, bây giờ mình chia việc thì cũng đều đều xí, ví dụ 50-50, không thì 60-40, chứ đừng có ba bả, ba bả mình làm nhiều quá không được mà ông làm nhiều quá ông cũng không công làm đâu. Và bây giờ mình vô việc là ví dụ như việc nặng là do ổng, những việc như là ví dụ như là bưng bê, rửa xe, thay bóng đèn, thay máy giặt, sửa máy giặt hay là cái gì vậy đó, hoặc là ông mua mà nấu ăn ngon mà thích nấu ăn thì mình nhờ việc nấu ăn cho ổng, đừng có dành lắm chị Trân. Việc nhà là nhà cũng là việc nặng nha, mổ ta lắm đó, là nhờ nhờ mấy ông, còn mình ví dụ rửa chén, nấu ăn, đi chợ. Rồi bây giờ mình chọn đúng thời điểm để nhờ rồi, mình chọn đúng việc mà nhờ rồi, nhưng mà mình nuối rang nữa, cái cách nuối quan trọng lắm, và đây là điều mà ít chị em mà để ý. Bây giờ chị Lô thử nuối máy cao mấy chị nghe thử là có được hay không à. Nè ông lộn giờ sáng chị nằm lên nằm xuống khòn rồi ông bác giùm đồ cơm nè, hôm qua giờ tôi nuối máy lần mà ông không ủi giùm mấy cái đồ vậy, ông ngó ông hùng bên xóm người chị môn cũng quá xăng hết trơn thiệt đó, tôi thấy chồng họ mà tôi chả nước miếng, thấy chồng mình tôi chả nước mép, hoặc là mình nhờ mà núi như sơ công dọn vàng đi nghe bét nồi cơm nè, đó là điều không nên nuốt, cái cách mà nuốt không nên. Bây giờ mấy chị thử chuyển chuyển nha, chuyển nha anh ơi, đang làm gì đó em nhờ anh đi xíu được không, anh đi xuống dưới bác giùm em nồi cơm rồi xíu xuống nó đồ ăn cho, hoặc là anh cứ đi xuống tầng dưới không sẵn rót cho em chai nước nha, hoặc là anh ơi có mấy cái việc mà em thấy có mấy cái việc mà không biết làm trong cuối tuần nữa làm kịp không, cái mình kể ra ABCD, hoặc là anh có thời gian giúp em việc này việc kia, và trước khi nói thì cái mặt cười cười xíu đúng không, chứ đừng có nói kiểu như sơ câu nó không thích, mà nếu như mà mấy ông làm không tốt lần đầu tiên á thì cũng đừng có giành, đừng có chê mà cũng đừng có cái kiểu là thông làm được để tôi làm không có. Nè mấy chị nên nhớ là đừng có ôm việc, bây giờ đừng có ôm việc, cha mẹ mình để mình ra, cái cha mẹ cho mình đi học tới trường tới lớp học, mình học cái gì đàn ông học cái nó, con trai học kỹ sư mình học kỹ sư, con trai học sư phạm mình học sư phạm, mình có được học cái lớp rửa chén giặt đồ ủi đồ không, mà cha mẹ gả chồng cũng không có muốn mình về làm mấy cái chuyện đó một mình, cho nên á là mình cũng chưa chắc mình làm tốt chuyện giặt đồ đâu, chưa chắc mình giặt sạch bằng mấy ổng, hoặc là nhà chưa chắc mình la sạch mấy ổng, mà ví dụ như nấu ăn cũng chưa chắc mình nấu ngon bằng mấy ổng, cho nên đừng có dành, phải chia đều đúng không. Bây giờ á là trong trong tiếng Anh đó mọi người nè, trong tiếng Anh á thì có một cái thuật ngữ đó là honey do list, tức là danh sách những cái việc việc làm trong nhà mà người vợ muốn chồng mình làm, thì theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng, thì khi mình làm một cái danh sách như thế mình đưa cho mấy ông á thì mấy ông chủ động hơn, ví dụ như ông thấy cái những đó việc ông sắp xếp việc ABCD gì đó ông làm, lúc mà ông rảnh ông làm thì ông làm sao thì ông đi chơi với bạn bè thì ông thấy thoải mái, cũng có nhiều người cũng muốn giúp nhưng mà lại không biết phải làm chi, rồi cái lại cầm điện thoại ở đồ này nọ đấy, cho nên là thôi chị em mình cũng bắt chước phương Tây, mình làm một cái list như đó rồi mình có những việc thì mình nhờ mình lên danh sách mình nhờ mấy ông làm thì chắc chắn là mấy ông sẽ vui vẻ giúp mình thôi. Và cuối cùng đó là chị luôn muốn gửi gắm anh một điều nè, muốn lấy mặt ăn thì đừng có phá tổ ăn, muốn có vợ đẹp vợ dễ thương dẫn ra đường tự hồ của bạn bè thì phải làm răng để vợ mình trở thành người đàn bà đẹp nhất, nhớ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và cười thật nhiều, hẹn gặp lại mọi người.